trừ 5 cộng 1 cộng 1 bằng. Chính xác, Kiri giỏi quá. Tiếp theo con. 1 cộng 1 cộng 2 trừ 4 cộng 5 trừ 5 cộng 2 cộng 5 bằng. Yeah, chính xác rồi, bằng 7. Câu tiếp theo nào. 4 trừ 1 trừ 1 cộng 2 cộng 5 trừ 5 trừ 4 cộng 1 bằng. Chính xác, nhanh hơn nữa nha con. Bắt đầu. 5 trừ 5 cộng 2 cộng 2 cộng 5 trừ 5 trừ 4 cộng 1 cộng 5 cộng 1 bằng. Yeah, bằng 7, đúng rồi. Câu tiếp theo nào. 4 trừ 2 trừ 1 trừ 1 cộng 1 cộng 5 trừ 5 cộng 2 bằng. Đúng rồi, bằng 3, giỏi lắm. Câu tiếp theo nha con. 7 trừ 5 trừ 2 cộng 2 cộng 2 cộng 5 trừ 5 trừ 1 trừ 1 bằng. Đúng rồi, bằng 2. Tiếp tục nha con. 4 trừ 4 cộng 2 cộng 2 cộng 5 trừ 5 trừ 4 cộng 1 cộng 1 cộng 2 cộng 5 bằng. Đúng rồi, bằng 9, giỏi quá. Tiếp theo con. Bắt đầu. 4 trừ 1 trừ 1 trừ 2 cộng 2 cộng 5 trừ 5 cộng 2 cộng 5 bằng. Yeah, bằng 9, đúng rồi. Rồi, tiếp tục nha con, bắt đầu. Chết đi. 1 cộng 9 cộng 5 trừ 5 cộng 2 cộng 2 bằng. Giỏi lắm, bằng 14, đúng rồi con. Câu tiếp theo nha. Bắt đầu. 4 trừ 2 cộng 8 cộng 5 trừ 5 cộng 2 cộng 2 cộng 5 bằng. Đúng rồi, chứ đi giỏi quá. Tiếp tục nha con, bắt đầu. 4 cộng 6 cộng 5 trừ 5 cộng 2 cộng 2 cộng 5 trừ 5 trừ 4 bằng. Đúng rồi, kết quả bằng 10. Câu tiếp theo nha con. 1 cộng 9 cộng 5 trừ 5 cộng 2 cộng 1 trừ 3 cộng 6 bằng. Đúng rồi, kết quả bằng 16. Nói to lên nha con. Câu tiếp theo bắt đầu. 5 trừ 5 cộng 3 cộng 7 cộng 5 trừ 5 cộng 2 cộng 1 cộng 5 bằng. Đúng rồi, kết quả bằng 18. Câu tiếp theo nha con. 1 cộng 9 cộng 5 trừ 5 cộng 2 cộng 1 cộng 5 trừ 1 bằng. Đúng rồi, kết quả bằng 17. Yeah, câu tiếp theo. 4 trừ 2 trừ 2 cộng 2 cộng 8 cộng 5 trừ 5 cộng 1 cộng 5 bằng. Mệt rồi.